Say xin chào mọi người. Chào ngoại hôm nay làm bánh gì? Bánh tráng ghế gói chả giò. Nhưng mà trong đây là ngoại gói gồm có cái gì trong đây vậy? Thịt bằm có gì đây? Thịt bằm, rồi củ sắn. Theo đó lý là làm phải cao á, ngon hơn. Thôi tạm củ sắn đi, củ sắn thịt bằm. Rồi ướp gia vị vô, bột ngọt, bột nêm, tiêu. Chỉ đơn sơ vậy thôi. Nhưng mà mình chiên vậy à, nó trộn nhiều vậy nó chín không kìa? Chín chứ, mình đâu có để lửa nhiều quá. Mình đâu có để lửa nhiều, lửa vừa vừa. Chín gà được ngon, như chú chiên vậy đó. Nó nhỏ 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 mà, con bự đồ hả chín. Mình đang nói đây. Mình chiên cho bác ngoài chợ đó. Xong hết mà làm hết củ sắn nó bỏ chung trộn trộn với thịt hết lại hả chị? Trộn với thịt. Thôi mình ăn mình trộn ít thôi. Trộn nhiêu được vậy. Người ta bán thì người ta cần cái bổi nhiều. Mình ăn thì làm bổi ít thôi. Nhưng mà bánh tráng ghế con thấy nó có cái loại lưa thưa nữa mà. Cái đó nó bằng này thôi. Chị sẽ sắp sợ phải cái này ngon hơn. Thấy bánh tráng là vậy đúng không? Này giống như lá hoành thánh gì bỏ vô rồi cuốn lại. Cũng được. Đánh nhồi bột cuốn lại. Chiên đi rồi ngon hơn. Cắt bánh tráng ra luôn. Bây giờ ngoại bỏ cục thịt vô đi con làm cho. Nhiều đúng không? Ít gì vậy? Không nhiều, ai biết ngoại đâu nhiêu cũng được. Đây cả nhà bắt đầu mình sẽ gói bánh chả giò cuốn. Hai cá là nhập tại này. Đúng rồi. Được không? Ừ.
mình xác nó vô nữa, mình chiên cái này nó, cái này nó không chết, nó cái chuyện gì đâu. Xác nó vô trong luôn phải không? Hai cái đầu nó không có bị lỏng lẻo hả? Nhưng mà lại quá đáng mà không làm thử thịt bò nữa nha. Siêu thị nó bán mà mỗi người đá. Sau khi thành quả của bà ngoại nãy giờ đã cuốn đã xong hết rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái món đó là chả giò bún xào ở cả nhà nha. Vừa làm xong tô bún thịt nướng. Này là của bà ngoại nè. Này cháu nội. Cháu nội ăn ngon không? Này là cho bà nội làm nha. Với sự hỗ trợ của Thiên Kim, Gia Hưng. Thì sau khi bà ngoại Nhật đã cuốn xong thì thành quả được ra là một tô bún bún chả giò xào. Nói chung là tuy nó đơn giản, nó không cầu kỳ, nó không có thịt, nhưng mà ở trong chả giò này là mình cuốn thịt ở trong đây rồi, cho nên là mình cũng không cần phải làm cái thịt bên ngoài. Bà ngoại cuốn chả giò này rất là vừa ăn luôn. Rất là vừa ăn. Làm gì cho không hả? Chanh này 10 ngàn ký hả? Chanh 1 ký rưỡi 10 ngàn hả?
cắt cuốc cắt mẹ đi. Ai mua đồ cũng cắt cuốc rồi mẹ đi cắt mẹ rồi. Giờ trước tiên là mình bỏ muối vô không? Hay là mình rửa sơ qua mình bỏ muối vô? Rồi muối. Quên mua cái ống nữa. Hay thôi phải không? Thử coi con sáu tỷ có xuống chưa? Kêu không có ghét gì bà lấy giùm mớ chanh.
không biết bên vợ nghĩ nó còn chanh không ta? Nhiều chanh không đủ đâu. Ở đây thôi, nghĩ nó còn ngủ không? Vậy ngủ chắc nó còn à. Biết ngay nghĩ thế nào còn ngủ à? Biết biết này. Cô ngoại nó mua ngoài phải không? Biết ngay. Thì còn 3 lít sẵn cho gì? Con tắm thôi với nó là hết rồi. Phải cắt lấy dao rồi, phải cắt bỏ vô đó. Ở đây. Dạ, để mua 1.000 bạc một bột cho bà. Cái này là 6 kg nè, là gần 6 kg nè, là phải phải tắm dây chanh vô. Này đi rồi chút rồi. Hai mình đôi đi ngoài. Để mẹ con mua bà mày để lại cho. Cái phần đôi kia kìa. Dạ. Đúng rồi. Phải tiết cắt gì nó không dập nước. Dập nước gì? Dạ nào thường xuyên không cắt cuốn cắt xuống à. Biết rồi, ăn thường xuyên là nó khác thôi, giờ mình làm này nó khác. Cái này nước nhiều nè. Cái này trên có hộ nè. Cái hổng hạt là nó không có ra nó hộ gì hết trơn. Ngoài mua cho nó hạt đó. Cái hổng hạt đó ta cho mày đó chứ mày không ai đời mà mua trên đó. Khi bán đĩa về rồi. Không có cháy gì ăn đi. Mẹ nó nấu tại nó hốt rồi. Không nhận cái này nó cứng mà nó có hộ, nó rút nè. Yeah.
để lát ra ngoài chợ mua ngoài cái đụng cây sau đó cái đầu mua cái ống để cho cái đầu đó. Ủa cái ống nước này là ống máy gì tư? Ống nước đó ống máy, ống nước ngoài đang cầm là ống máy à? Hả? Ống đó như là mười mấy hay sao á? Vậy là cắt miếng đi. Một xíu rồi à? Em ngoại cho nó là mua cái co để gắn vô để không cần phải xả qua bên giò bên kia, mình cứ bên đây mình ngồi bên đây xả cũng được đó. Tí à, để cho nó vừa đủ. Bán nhang luôn vô bảy mà này.
giờ mình phải lộn qua như thế này nè, để mình rửa sạch lại tất cả những cái chất cái dính bám vô cái phần bên trong á. Ví dụ như cái miếng này nó có những cái phần mỡ bên đây nè, mình không, mình coi cái nào ok còn sạch đó thì mình tẩy lại, còn cái nào mà nó dơ thì mình phải dứt bỏ. Nhưng mà mình nếu mình dứt bỏ hết á thì mình khìa lại á thì nó sẽ bị khô cái ruột này, cho nên là mình cũng vừa vừa thôi, không bỏ hết. Cái này nó cực đi mà rất là cực, nhưng mà được cái là rất là ngon. Đi vô này nè, đi vô cái thao này, anh lộn luôn. Thấy không? Nó bám vô những cái chất dơ này nè. Ăn cái này là mình phải rửa thật là kỹ. Nếu mà không kỹ á, nó rất là không ổn lắm nha, không có hợp. Không có hợp vệ sinh cho cơ thể khi mình ăn vô bên trong. Bắt buộc là mình phải lột ra hết cho nó trắng vậy nè. Sau khi mà đã rửa sạch sẽ xong rồi thì bây giờ bà ngoại đã mang vào bên trong để chuẩn bị khìa, nhưng mà cái mùi nó vẫn thơm nha, để ngũ vị hương vô. Sau khi nãy giờ mình đã xào cho nó săn lại rồi thì ngoại cũng đã bỏ nước dừa vô bên trong rồi. Bây giờ mình sẽ để cho nó kẹo lại hết cái này nha. Sau đó mình sẽ chia sẻ cho bà cô chú anh chị cùng xem. Giờ đã chín rồi nè cả nhà. Nó teo lại còn có chút xíu à. Sao ghi thành? Hả? Hôm nay mình có đi chợ về mình mua mấy ký Phúc Linh này nè. Hôm nay là mình kìa là mình làm ra dĩa gì nè cả nhà. Dì Tư bà làm giống như là đám tiệc kìa trời. Thấy ngon cả nhà. Ngon phải không? Đây, có cơm cho. Không muốn phải không? Hết quá đi. Ngon rồi. Chấm. Đó, ăn gì đó mà ăn cái chuối vô hốt no bụng đủ rồi. Miệng giàu lắm cô chú anh chị, giờ cũng mong muốn rồi. Sáng đi chợ mua ba cái bánh bông lan. Đi ăn không lấy lượng bịch ăn đi. Hả? Bánh bông lan nè. Phòng dịch ngoài phải ăn không để chừa lại. Hả? Dì đưa ăn không? Em hết thì đem dẫn để tủ đi. Chừng nào ăn nó được một dịch để tủ. Chờ còn miếng nhỏ vô con hũ nhỏ thôi. Có keo nhỏ không? Được.
cho nghỉ ăn đi. Con kệ chạy 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 thì tôi cắt ra luôn không ở là khỏi. Thôi của nó cắt ra đi nhỏ nhỏ đi, phủ miếng ra. Đâu cái hũ chanh muối hôm bữa ngoài không ăn đâu. Đó coi. Cái hũ nào mà không ăn kìa. Hũ nào cũng ăn cho em coi. Bạn hũ nào trong đủ lạnh đó mà nó không ngon đó. Đủ lạnh nó ngon. Ngoài nó ngon, lấy hũ bỏ vô đủ lạnh đi. Chỗ nào ngon, đủ ngoài không ngon phải không? Ở ngoài thì nó chung bổ mấy thì ra nó chung không có được mềm mà ở trong. Nó con lấy cái con mềm đi. Ý là củ nào ngon? Cái củ nào? Củ nhỏ, củ lạnh á. Củ lạnh ngon hơn để ăn đi, củ này không ngon nên đi Sài Gòn. Có cái này nó cũng ngon rồi, nó mới thôi, con dặn nó ra nó mới bể, còn cái kia. Cái này ngoại mua hay gì? Cái nào bạn mua cho. Cái này bao nhiêu ngủ? 15 ngàn. Còn 15 ngàn thì nó trả lại vậy. Thôi, 1 tỷ em. Vậy nhóc rồi, con ăn thôi, cái gì rồi đó. Em chảnh đi, chỉ gần ăn quậy luôn. Ừ. Nhưng mà em chảnh về bữa nó quay trở lại, chứ đâu có về đâu. Ừ. Bạn muốn cái nhà trái thì chưa bỏ cho này con đó. Đem cho Nghi ăn chứ con có ăn đâu. Nghi nó Nghi thích ăn, nó cũng thích ăn mấy cái này nè. Ăn miếng bự em kìa. Thôi vừa đó thôi, tôi đừng nhiều quá để mọi người ăn đi. Cái cục bự đó nó ăn không? Làm riêng kìa. Còn có kèo hai cái muối nữa đó, muối kìa. Chén kìa. Đây là chuẩn bị mang về Sài Gòn. Ngày mai là Nhật đi về Sài Gòn. Mai Nhật đi về Sài Gòn. Nên mình mua Phú Linh là mình kìa nè. Cho Nhật nó đem về Sài Gòn. Thì từ muối này vô cho con có nước con hâm dễ nè. Miếng nữa đi ha. Thôi ít thôi, nhiều thôi, mình Nghi ăn à, vài bữa nữa nó hâm lại ăn đi. Này. Rồi, ok. Đó, khăn gói về Sài Gòn. Nhiều quá, ít ít thì tự ơi, chanh chanh. Dạ, cái chanh đi. Dạ, cái chanh thôi. Rồi con lấy bọc hành đi. Bỏ hai củ vàng cho nó nhìn thấy. Bọc hành nó để đâu? Củ đó, bỏ ra gặp rồi. Nè, lấy hành bỏ qua đi ra. Chị lấy cái... là bỏ hạnh ra đây, má bỏ chân vô, má bỏ khác đi, hạnh để riêng đi, qua cái nào lấy, nè bỏ khác đi, cái này lại lấy cái gì mà trời ơi, lấy dễ về, để đi nghe mà chanh này là chanh ngày xưa nè, chanh này nó mới có nước á, ừ, nó bẻ hơi cứng nè con, vài bữa nó mềm. Chứ ăn ba cái chanh không hộp bây giờ chắc cứng ngắt mà không có nước nồi gì hết trơn. Chanh tấm á, chanh nồi đó giờ là giống chanh đó là không thay đổi. Còn bây giờ thêm cái vụ chanh không hạ rồi. Hai trái chú sống rồi con bỏ vô chanh. Chú sống không có ăn đâu, lần nào đem chú sống lên Sài Gòn cũng để cho nó héo bỏ không à. Để chín luôn, chín cho nè. Nhớ là có gì nữa không? Thôi có nhiều thôi gì được rồi, lấy con keo bịch lại. Phải ngoại lấy miếng mút. Bây giờ là ý là ngoại lót cái gì? Ngoại muốn hồi lót hay là hồi việc á. Cho đây. Làm gì nhiều giấy dưới vậy trời? Giấy nhiều nó không ấy con mở ra cái con... Gì đúng không? Không, con lót ở trong cái này nè. Con lấy bầu hồn về cha cái con lót ở dưới trong bầu đó. Giấy nhiều nó cắn, nó không cắn hồn việc, nó không bể. Đó sao? Gì nó được không? Gì để vô? Rồi. Sáng là ngoại mua này nhiêu tiền á? Làm được vô đưa tiền ngoại phải không? Xong
gì? Thùng hộp dịch. Hộp dịch hộp gà gì nữa, mấy lơ xe nó mới để nhẹ nhẹ tay. Lại không có lấy. Dạ. Ủa nó còn ở trên xếp vô xếp đây đẹp rồi. Rồi được rồi, gì được rồi. Ừ. Dưới sắt cái ba lô đi về được rồi.